Như vậy, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng qua chỉ là 2,9 triệu lượt người, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Xét ở khía cạnh mục đích đến Việt Nam, khách quốc tế đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng tăng không đáng kể. Đến vì công việc giảm 1,6%, thân nhân giảm 5,4%. Trong 5 tháng qua, khách đến Việt Nam đông nhất vẫn là từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và Nga. Theo Tổng cục Thống kê, sự sụt giảm lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng qua, nhất là đối tượng khách đến vì công việc và du lịch cho thấy các nhà kinh doanh đầu tư có xu hướng thận trọng mở rộng đầu tư ra nước ngoài, còn người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu các khoản không thiết yếu để thích ứng tình hình kinh tế thế giới vẫn hết sức khó khăn. Tuy nhiên, nhìn nhận từ góc độ du lịch, các chuyên gia lại cho rằng việc khách du lịch giảm là do giá đi tour Việt Nam cao hơn các nước khác đến 30%. Do thiếu tính liên kết, chia sẻ giữa các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dịch vụ lữ hành từ đi lại, phòng ốc đến ăn uống.